Các bạn thân mến, mời các bạn nghe bài viết Ngày ấy tôi lính binh nhì của tác giả Quách Ngọc Lâm đăng trên trang nhóm Facebook Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971 ngày hôm nay 27 tháng 4 năm 2021. Hôm nay là tròn 49 năm, ít nhất có gần một trung đoàn những ông lão ở Hà Nội, dù có người đã nhớ quên quên. Nhớ về ngày đầu tiên nhập ngũ, ngày đầu tiên của lính binh nhì trong các tiểu đoàn của Trung đoàn Huấn luyện Quân tăng cường số 59, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Cũng tròn 46 năm trước, mũi cánh đông của chúng tôi đã tấn công quận lỵ Long Thành, một cái đinh găm trên con lộ 15 chạy xuống Vũng Tàu, đoạn giữa của một chính diện, chiến dịch rộng nhất, sâu nhất của Trung của quân đoàn 2 trong đại chiến dịch mang tên Bác Hồ. Hôm nay cũng tròn 46 năm với 46 lần giỗ của rất nhiều gia đình người Việt Nam, mà trong cuộc trường chinh 30 năm giải phóng đó, ngày nào chẳng là ngày giỗ, chỉ to nhỏ khác nhau thôi. Hôm nay, ai vẫn nhớ, ai đã quên. Hôm nay, ôi những ngày tháng 4. 1972, khi vòng xoáy chiến tranh vào đến điểm hoắm hút nhất, bom Mỹ dội vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, mọi mối quan hệ gia đình và con người, đẩy mọi nghĩ suy đến sự lựa chọn của tận cùng, sự lựa chọn sinh tử, từ góc núi bụi tre đến giảng đường đại học. Tất cả đều hừng hực, khí thế lên đường. Đó là mùa hè 1972, rực trời lửa đỏ, không còn ranh giới hậu phương và chiến trận. Cái câu đã thành ngữ của thế hệ chúng tôi ngày đó, giản đơn như một sự chép miệng: kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Một thời đã vậy, lịch sử đã như vậy, vốn đã như vậy, 49 năm rồi. Ngày 20 tháng 4 năm 1972, Mỹ đã lần đầu tiên cho B-52 vượt qua vĩ tuyến 20, trút bom hủy diệt thành phố cảng Hải Phòng như một đòn thăm dò trước khi muốn san bằng thủ đô Hà Nội nửa năm sau đó. Và cũng là lần đầu tiên lệnh tổng động viên được nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ban bố. Những nguồn lực, những của để dành của dân tộc đã phải dốc ra trong lần đụng đầu sinh tử đó. Từ anh thợ cày, thợ máy, những gã thuyền chài, những cậu học sinh, sinh viên, những gã thanh niên đường phố chưa biết vào đời bằng nẻo nào, thậm chí cả mấy gã lính mổ, đến những candidate vừa tu nghiệp khoa học ở nước ngoài về, da vẫn còn trắng xanh, những ông giáo tuổi chưa ngoài 40, kính trắng trễ nải, đã khoác ba lô đổ về những trung tâm luyện quân trong rừng để chỉ sau bài bắn cơ bản là những trung đoàn tăng cường ấy sẽ được trộn vào những binh đoàn thiện chiến ngoài chiến trường mà lúc đó Quảng Trị là xoáy bão hút chúng tôi vào. Thời ấy, điều gì đã trao vào tay chúng tôi khẩu AK-47 huyền thoại? Lệnh tổng động viên ư? Không hẳn thế. Cuộc sống khốn khó ư? Không phải, vì ngày ấy cơ bản ai cũng như ai. Vậy là điều gì? Nên nhớ, trong trùng điệp rừng người đó, gần như tất thảy không phải là đảng viên cộng sản. Họ, giản đơn, chỉ là người dân khoác áo lính khi mà bom Mỹ đã nổ ngay trên nóc nhà họ, giết chết bao người anh em họ hàng, và dù có xa lạ cũng là đồng bào đồng loại họ. Chính điều đó đã buộc chúng tôi cầm súng và trở thành lính Cụ Hồ. Trong những đạo quân đó, tất thảy chúng tôi đều biết giặc Mỹ và dân Mỹ. Ngọn lửa của Morrison cháy bên dòng Potomac, hay xa hơn là bóng dáng mảnh rẻ của Raymond Dieng giang tay chặn đoàn tàu chết chóc của giặc Pháp, đã cho chúng tôi niềm tin cao thượng. Để dù không phải tất cả đều viết đơn tình nguyện bằng máu, nhưng chúng tôi đã lao ra chiến trường đầy lửa khói ngày ấy. Và dẫu hôm nay, mỗi lần những người lính già có dịp gặp nhau đã có những lời ai thán đau lòng về sự phản bội, sự cướp công đê hèn
về những giả trá trên xương máu đồng đội đồng bào, bóp méo bẻ cong lịch sử, thì những lồng ngực già nua vẫn bật lên vang dội câu hát "Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính". Sắp đến những ngày đầy ắp những sự kiện lịch sử, cái thời khắc giải phóng Sài Gòn, chấm dứt cuộc kháng chiến đằng đẵng 30 năm khốc khổ. Chắc sẽ vẫn còn những khác biệt trong việc nhìn nhận đánh giá về tầm vóc cùng những sự thật lịch sử của nhiều góc nhìn đa diện, và thậm chí ngay cả những người trong cuộc đã từng có chung một điểm nhìn từ một chiến hào, một tháp pháo. Đó cũng là lẽ bình thường. Tôi chợt nhớ 46 năm trước, tháng 5 năm 1975 ấy, khi vào Dinh Độc Lập, Hạ Nghị Viện Sài Gòn quay ra, đơn vị chúng tôi đứng chân ở quân cảng Cát Lái. Một lần đang tản bộ ra cầu cảng ven sông Đồng Nai, tôi thấy một đám người xuống quanh mép nước. Hóa ra là mấy chú lính mới đang cố gắng tháo chiếc đồng hồ người nhái từ cái tay cứng đờ vẫn như đang ôm chặt một khối vô hình trong lòng của một tử thi bắt đầu phân hủy. Rẽ đám lính trẻ ra, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy trong lập lờ làn nước thấp thoáng cái quần xà lỏn rằn di kiểu ngụy trang của đặc công. Trong mùi bùn sông quện cùng mùi tử thi khẳng thối, tôi vẫn bật thét lên: đặc công dừng xác. Cuối cùng thì không cậu lính trẻ nào dám lấy cái đồng hồ nhái ấy nữa, mà nó đã được chôn theo người lính đặc công ven sông Đồng Nai khi trời chiều ập xuống. Vậy đấy, người lính đặc công nước này đã là một trong những người lính đặc công âm thầm tiếp cận những cây cầu trên sông Đồng Nai để chốt giữ, không cho kẻ thù giật mình đánh sập, chặn bước những binh đoàn với những vòng xích xe tăng cuốn thúc vào nội đô Sài Gòn buổi gần trưa ngày 30 tháng 4 năm 75 ấy. Chúng tôi, và đặc biệt những thế hệ sau, thường chỉ biết những gương mặt hân hoan, rạng ngời trong men say chiến thắng dưới lá cờ nửa đỏ nửa xanh trong thời khắc chuyển giao lịch sử tại Dinh Độc Lập trưa hôm đó. Tất nhiên rồi, đúng như vậy, vốn dĩ đã như vậy, phải như vậy, bởi đó là lịch sử. Nhưng không phải ai cũng biết được đằng sau những chân dung đã trở thành biểu tượng của chiến thắng đó là những lặng thầm mất mát lớn lao của người lính, của dân tộc này suốt cuộc trường chinh 30 năm gian khổ. Thậm chí vì rất nhiều lý do mà ngay cả những người trong cuộc vẫn còn chưa đồng nhất một cách nhìn, mà có vẻ như cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Tất nhiên một vấn đề, một sự kiện lịch sử luôn có nhiều góc nhìn, nhưng thiết nghĩ những người lính cùng một chiến hào nên có góc nhìn từ một tầm nhìn lớn lao hơn thì sẽ thấy nhẹ lòng khi mà thế hệ chúng ta đã, đang và sẽ trở thành lịch sử. Tất nhiên, lính chúng tôi không bao giờ cho phép những hành động đánh tráo sự thật lịch sử, nhất là sự thật ấy đã trở thành biểu tượng cho thời khắc giải phóng. Hội trường của Học viện Quốc phòng 17 năm trước áng xuống giây lát, rồi sầm sì, rồi và đâu đó vỡ òa cũng trong giây lát lại lắng xuống. Đa phần cựu binh quân đoàn 2 họp mặt hôm đó đều thoáng suy tư khi nghe tướng Nguyễn Công Trang, khuôn mặt đỏ gay, đứng sát micro, giọng ông vẫn không khác mấy khi làm chính ủy sư đoàn 325 thủa ở Quảng Trị. Thật không thể chấp nhận được một luồng tư tưởng lạ của những kẻ có chức sắc hiện nay khi nói rằng thậm chí ta hãy trao huân chương cho Dương Văn Minh, bởi không có ông ta thì Sài Gòn sẽ là đống gạch vụn ngày giải phóng. Bậy quá! Ở đây anh em ta chí ít cũng trải qua 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị, chưa kể thế hệ chúng tôi đánh Pháp đuổi Nhật suốt 30 năm rồi cùng các đồng chí vào tận Dinh Độc Lập bắt sống ông ta cùng nội các. Vậy mà tôi khẳng định với anh em, nếu không có quân đoàn 2 cùng các quân đoàn bạn và hàng vạn đồng bào Sài Gòn Gia Định nổi dậy siết chặt gọng kìm thép quanh Sài Gòn
thì ông ta cùng cái chính thể cơ hội của ông ta không bao giờ buông súng, giương cờ trắng. Giờ khắc đó, ông ta không thể làm gì khác được. Tôi lia mắt nhìn quanh cái hội trường khổng lồ như một nhà hát với những hàng ghế giật cấp cao dần phía cuối, kết thúc ở bức tường sần sùi với những hốc vuông cho đầu kính của các máy chiếu phim. Tôi nhận ra anh lính y tá của M18 với cái đầu hói nhẵn, đôi mắt hẹp hấp hí, nay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu. Anh ta nhấp nhỏm rồi kéo tay mấy anh, có lẽ là trợ lý hay thư ký, đi về phía cửa hậu. Bên hông hội trường, tướng Hoàng Đam chắp tay trầm ngâm đi đi lại lại. Trung tướng Nguyễn Ngọc Thực ngồi hàng ghế đầu, xoay mặt nhoài người bắt tay ai đó phía sau. Trên sân khấu, một vị cựu binh mang lon thiếu tá, mái tóc điểm bạc, đang nói về mô hình cựu binh Sơn Tây giúp nhau thoát nghèo và xây nhà tình nghĩa cho đồng đội. Rồi, như mọi lần, đại tá Lê Duy Ứng lần lần nghiêng nghiêng bước ra dưới ánh đèn cao áp, hai tay cầm micro, hát say sưa một bản tình ca nhạc đỏ. Hai hốc mắt sâu hoắm, cứ nhớn nhớn như cố thu về một thứ ánh sáng đã bị quân thủ cướp mất ngay cửa ngõ Sài Gòn trước bình minh. Cách chỗ tôi hai hàng ghế, đại tá họa sĩ xưởng phim quân đội Nguyễn Hải Nghiêm cùng cựu chiến binh họa sĩ Phạm Thanh Châu với mái tóc dài ngang vai nhìn lên sân khấu rồi nhìn nhau nhún vai cười cười. Trong bữa cơm liên hoan ở nhà ăn Học viện Quốc phòng hôm ấy, mâm 6 người ngồi theo tiểu đội, mà tiểu đội có khi là những khuôn mặt từ rải rác các đơn vị của một sư đoàn. Những gương mặt ấy tụ về, thậm chí từ hai miền Nam Bắc, bia chảy tràn cùng những hồi ức chiến trường và hầu như đều dừng lại, trầm xuống với những lời nói của tướng Nguyễn Công Trang vẫn vẳng lên đâu đó. Lê Minh nhỏ nhẹ như vốn dĩ xưa nay của vị phó giáo sư đại học giao thông. Tôi nghĩ lịch sử sẽ còn được nhìn bằng nhiều con mắt, bằng con mắt nhiều chiều khác nữa. Chính sử cơ bản là như vậy rồi, nhưng cách nhìn mới cũng có cái lý của nó đấy ông ạ. Tôi gật gật lơ đãng, nghe Hồng Liên nghiêng đầu với câu hát "Ơi con suối la la". Giọng Minh giật nảy lên khác hẳn vẻ mô phạm thường ngày của hắn. Ông nghĩ cái đếch gì thế? Tôi quay lại Minh nói trong hơi bia. Thì đâu chỉ chúng ta, rất nhiều người đã tạo ra lịch sử. Còn việc gắn bề đay cho ai, việc đó là của chính lịch sử của nhân dân, ông ạ. Rồi tôi ghé vào tai Minh trong ầm ĩ những âm thanh vốn dĩ của cánh nhà binh mỗi khi có tí men. Hóa ra lịch sử đôi khi không đơn giản như đường đạn của lính, nhưng rất sòng phẳng, ông ạ. Mình ngây ra nhìn tôi, rồi gật gật. Tôi giật mình, thấy nửa thái dương hắn, một mảng tóc thưa mỏng, đã bạc trắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe bài viết Ngày ấy tôi lính binh nhì của tác giả Quách Ngọc Lâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.